Winway đen nhám, xe 2018 anh em ha. 2018 là đời quá cao rồi, 2018 là đời cuối luôn ha, đụng với WinX luôn anh em. Máy sạch trắng đẹp anh em ha, đen nhám bản limited đẹp ha. Bản limited thì chỉ có màu đen nhám thôi, cụm đĩa thì được sơn đỏ như thế này nè ha. Này nó chạy chạy vậy nè em, không có nứt gì đâu, chạy chạy thôi, nó chạy chạy vậy nè em. Dấu bên này nó cũng ghim nó vậy đó chứ không phải nứt đâu, chạy chạy. Xe này chạy 22.000 rồi nè, 22.000 thì đối với dòng này thì trâu lắm, không có thấm thía gì đâu. Máy móc là còn trắng bóc rồi nè ha, lộ gì cho anh em coi là chắc cú luôn. Này gắn chống đổ thêm ha. Màu này đen nhám là chỉ có mỗi tem đỏ thôi nha anh em, còn cái tem vàng thì rẻ hơn, tem vàng thì bản thường để sau cũng vẫn sơn đỏ nha anh em. Wow, chỗ sau mới thay luôn nè anh em, mới thay mới chát luôn, khỏi tốn tiền. Xe này phải bán với giá 28 triệu nha anh em. Giấy tờ nó sẵn vậy đây. Mấy xe này xe cầm đồ không ạ? Rồi anh em muốn hồ sơ, hồ siết gì đó thì alo với chị ha. Alo với bà xã bé về. Rút hỏi nhiều tiền đó là gì rút ha. An Minh này để phép độ tầm 8-900. 8-900 ngàn thôi. Quay combo anh em coi ha. Combo thì nó vậy thôi, xình rắc cái văn vô đó đen nhám. Mấy cái này máy nó có gì để nghe đâu, máy trâu lắm anh. Rồi ok, anh em nào cần thì liên hệ số trường Vật Sang nha anh em. Số trường Sang tí phép để bằng mô tả. Đây, số Sang trường nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào.